Chào các bạn, hôm nay mình cùng đi du lịch tham quan khu du lịch Cánh Đồng Hoa Hồng nha các bạn. Thì khu du lịch Cánh Đồng Hoa Hồng này nằm trên đường Cao Thắng thuộc khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Thì giá vé tham quan là 20.000 đồng một người, trẻ em dưới 1m2 thì được miễn phí. Bây giờ mình cùng tiến vô Cánh Đồng Hoa Hồng nha các bạn. Đầu tiên đập vào mắt mình đó là một cái bảng Cánh Đồng Hoa Hồng Sa Đéc rất là đẹp, được trang trí rất là đẹp. Thì ngay từ lối vào đã thấy có hoa hồng rồi nha các bạn, những luống hoa hồng rất là đẹp các bạn ơi. Thì theo anh Phạm Thành Tân, chủ Cánh Đồng Hoa Hồng cho biết thì Cánh Đồng Hoa Hồng này có hơn 6.000 cây hoa hồng và trên 20 giống khác nhau. Đây là một khu vực trồng hoa hồng đỏ nè các bạn. Nở rất là đẹp, màu đỏ rất là đẹp. Những cây hoa hồng được trồng sát với nhau nở hoa làm một bức tranh hoa hồng tuyệt đẹp luôn các bạn ơi. Ở đây còn bài trí những tiểu cảnh để cho mình chụp hình lưu niệm rất là đẹp. Đây ngoài bố trí những điểm dừng chân cho du khách thì xa xa còn có những ngôi nhà để phục vụ thức ăn và nước uống cho du khách có nhu cầu nữa các bạn. Còn đây là khu vực hoa hồng vừa mới trồng. Này du khách tham quan và chụp ảnh rất là đông các bạn. Đây là khu vực hồ nước, nhìn rất là thơ mộng các bạn ơi. Đến như nơi đây ngoài được tham quan Cánh Đồng Hoa Hồng thì các bạn còn được thưởng thức những màn trình diễn cá lóc bay tại ao sen nha các bạn, rất là độc đáo. Còn đây là những chiếc xuồng hoa được bố trí để khách tham quan có thể tự trải nghiệm, tự bơi xuồng trên sông để tham quan làng hoa nha các bạn. Ngoài bố trí những chiếc xuồng hoa cho du khách có thể tự trải nghiệm bơi xuồng trên sông thì ở trên bờ còn có xe điện để cho các bạn tham quan trải nghiệm nha các bạn.
Còn đây là khu vực để khách tham quan có thể trải nghiệm, tự trải nghiệm kéo gió miền Tây nha các bạn. Ở đây là chiếc gió đậm, đúng đậm chất miền Tây luôn các bạn. Dở nha, dở nha.